Wow, siêu khổng lồ luôn này. Lại còn có rất là nhiều màu sắc, mà màu sắc còn rất là đẹp nữa luôn. Wow, cầm một rất là nặng tay nữa chứ, chắc phải to gấp 20 lần cái túi này của mình mất. A few moments later. Sao vậy Li ơi? Ê ạ, sao lại nặng thế không biết. Ủa, wow, ui rồi, đè lên cái này rồi.
Leo này dư kỹ thế không biết nhở. Để mình mở thử ra xem sao. Mấy chai này màu khác nhau, lại còn có mùi ngọt ngọt của hoa quả nữa. À, mình biết rồi, đây là siro trái cây gì. Uống siro trái cây để đẹp da phải không? Leo dối mình mua cái này, chắc là để uống để chống áo lái. Cái gầm ghế này phải không? Được rồi, để đặc vụ chan chan ra tay. Yeah. Xem nào. Ở dưới gầm ghế này có cái gì không? Mình mò thêm cái gì đấy rồi. Mềm mềm, lỗi lộ. À, cái dép à, khiếp mũi quá. Để xem nào, thử lại một lần nữa. Đâu rồi? Đây rồi. Mình được một túi rồi. Ok. Còn một túi nữa. Đâu rồi? Cố lên. Đâu rồi nào. Vậy là chan chan nhặt đủ hai túi rồi. Ok. Mình đi chuẩn bị thôi. Ok. Mình đã có đủ hết các nguyên liệu của thần dược ở đây rồi. Cái này á, Leo thần dược nghe nói là có thể chữa được quách bệnh. Mình cũng muốn thử lắm, nhưng mà thôi, tình bạn vẫn là chết hết. Bây giờ á, Leo vẫn còn đang bất tỉnh. Thôi, mình phải nhanh chóng chế tạo cái thần dược này để giải thoát cho Leo mới được. Xem nào. À, đây là mấy chai siro trái cây, mình đã biết cái này rồi. Siro trái cây chống lão hóa đây mà. Còn cái gì nữa? Trên tờ Leo thần dược này nói thì đây chính là một lon sữa đặc ông thọ. Uống sữa đặc ông thọ để sống thọ lâu phải không? Ok, tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là một hộp sữa chua. Công thức gì mà cái thần dược gì mà lại vừa có sữa chua lại còn vừa có sữa đặc thế nhở? Để xem nào, có nguyên liệu gì không? Nguyên liệu này to này. Theo như ký hiệu để biết thì đây chính là một hộp sữa, 1 lít và không đường. Vậy là mình đã có đủ hết các nguyên liệu ở đây rồi. Còn tất cả là 4 nguyên liệu. Bước 1, một hộp sữa ông thọ. Cái gì chứ, cái này đơn giản thôi. Mà cái hộp sữa này nắp ở đâu ấy nhở? Sao lại không thấy nắp vậy? Ok, mình đã mở được rồi. Bây giờ mình sẽ đổ lon sữa đặc này vào cái bát nhá. Sau đó là một lon nước nóng, 1 lít sữa tươi, và cuối cùng là một hộp sữa chua. Sau đó thì chúng ta khuấy đều lên nhá. Chúng ta đã có những hỗn hợp sữa chua khác màu rồi.
đổ từng hỗn hợp này vào những cái túi bóng nhỏ. Và cuối cùng, xếp các túi bóng đó vào thùng xốp. Đổ nước ấm lên trên nhé các bạn. The next day. Wow! Cái túi Leo thần dược sau khi làm hoàn thành xong là có hình dáng như này đấy các bạn ơi. Wow! Các bạn có thấy cái túi này trông rất là giống cái túi sữa chua 3K này mà mình đang uống không? Hóa ra là cái túi Leo thần dược này chính là một túi sữa chua nhưng mà phiên bản khổng lồ đó các bạn ạ. Wow! Siêu khổng lồ luôn này. Lại còn có rất là nhiều màu sắc mà màu sắc còn rất là đẹp nữa luôn. Wow, nhiều màu quá đi. Wow, cầm một rất là nặng tay nữa chứ. Chắc phải to gấp 20 lần cái túi này của mình mất. Wow, đúng là Leo thần dược của khác. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ mang cái túi Leo thần dược này cho Leo ăn để Leo tỉnh lại nha các bạn nhá. Ok, mình đi thôi. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé.
Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.